Nam mô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ rồi, ok, bây giờ là tuần trước thì mình đã xong được cái thức duyên danh sách rồi. Bây giờ mình qua cái danh sách duyên lục nhập. Ok, danh sách duyên lục nhập thì nhất là về cái định nghĩa những cái thuật ngữ. Cái danh sắc thì nó cũng tương tự ở trên đó. Ở đây mình phải hiểu nó là danh sắc, danh sắc tùy trường hợp. Trong cụ thể trong đó khi mà mình nói danh đó, là mình nói tới 52 tâm sở. Nhớ ngàn danh ở đây là chỉ tâm sở mà thôi, trong cái mối quan hệ 24 nhân duyên này á, sorry, thật chỉ duyên khởi này, danh nó chỉ là những tâm sở mà thôi chứ không phải là tâm. Còn sắc ở đây á, là cụ thể ở đây nó không phải là cả 28 sắc pháp mà nó chỉ nói tới bốn cái tứ đại là sáu cái sắc vật. Sắc vật đó gì đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và sắc y vật, chỉ sáu cái đó mà thôi, rồi thêm cái sắc mạng quyền. Và sắc vật thực, khi mà nói tới sắc là mình chỉ nói tới những cái đó. Rồi bây giờ nói về lục nhập. Lục nhập á, thì ở đây là chỉ nói tới cái sáu cái nội xứ. Như hồi trước mình học nó có 12 xứ thì trong cái đó là có sáu nội sáu ngoại, thì ở đây chỉ nói tới sáu cái nội xứ mà thôi. Đó là cái gì? Đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Ý ở đây là chỉ cho tất cả các tâm. Rồi, thì đó là những cái thuật ngữ là như vậy. Rồi bây giờ mình đi qua cái phương thức, quan thức quan hệ của những cái hai cái yếu tố này. Thì bây giờ cái thứ nhất là mình nói danh duyên. Danh duyên lục nhập. Danh duyên lục nhập thì nó sẽ có những cái trường hợp cụ thể sau. Cái thứ nhất là danh ở đây là mình chỉ nói tới những cái tâm sở đi cùng với sự tục sinh trong cõi vô sắc. Okay, tức là đi cùng với những sự tục sinh trong cõi vô sắc. Thì tâm sở thì tùy theo trường hợp, như em biết mà, tục sinh trong cõi vô sắc thì nó có bốn, vì trong những cõi vô sắc nó có bốn cõi mà là tương ứng với bốn tầng thiền vô sắc đó. Thì tùy theo những cái tâm tục sinh nào thì mình có những cái tâm sở tương ứng, cái đó mình ôn lại nói những cái tâm sở đó đó, chứ không phải là tất cả 52 tâm sở. Thì cái này này, cái tâm sở đi cùng với sự tục sinh vô sắc đó, đó nó sẽ là pháp làm duyên. Còn pháp được duyên nó sẽ là ý xứ. Ý xứ ở đây là cái gì? Bởi vì mình phải nói ý xứ này là trong thời tục sinh. Ý xứ ở trên á, nhiều nói ý xứ là tất cả các tâm, nhưng mà bởi vì ở đây chỉ nói trong cái thời tục sinh rồi, những trong cõi vô sắc mà thôi, cho nên ý xứ ở đây nó chỉ là bốn tâm quả vô sắc. Đó, mình phải rõ trong cái trường hợp đầu tiên này nó là như vậy, là cái pháp được duyên, cái pháp làm duyên là những cái tâm sở mà phối hợp đi sanh lên cùng với những cái tâm quả vô sắc.
Và cái pháp được duyên á, ở đây là một trong bốn tâm quả vô sắc. Đây đang nói tới thời tục sinh. Thì cái mối quan hệ này nó thông qua những cái loại duyên này, nó là thông qua câu sanh duyên, cổ tương duyên, y chỉ duyên, chỉ thục duyên, tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Đó là những cái duyên chung hết. Còn trong trường hợp, bởi vì ở đây mình đang nói là tâm sở, thì như mình biết là nếu mình bốc ra một cái tâm quả vô sắc nào đó thì có sẽ có những cái tâm sở tương ứng của nó. Nếu như cái tâm sở đó mà là một trong ba nhân thiện, vì như mình biết trong cái tâm quả vô sắc nó có luôn cả là vô tham, vô sân, vô si ở trong đó, thì nếu như nó là cái thất pháp làm duyên là một trong ba cái đó, nếu như mà tâm sở là một trong ba nhân thì lúc đó mình có thêm cái nhân duyên đấy. Còn nếu như mà cái tâm sở đó mà là xúc, là tâm sở xúc hoặc là tâm sở tư, thì mình còn có thêm cái vật thực duyên Còn những cái loại khác, những cái tâm sở khác thì nó chỉ có những cái loại này mà thôi. Còn nếu như mà trường hợp đặc biệt của là một trong ba nhân thì nó còn có thêm nhân duyên nữa. Còn nếu như nó là tâm sở xúc hoặc là tâm sở tư thì nó còn có thêm cái vật thực duyên nữa. Dạ Thì thưa đó là thầy, cái có cái duyên thiền na duyên hay là đồ đạo duyên không thưa thầy, nếu mà là tâm sở là nhất hành đó thưa thầy. thiền na duyên, chỉ biết là đồ đạo duyên. Cái này là mình đang nói trong thời tục sinh. Cái này là mình đang nói trong thời tục sinh. Những tâm sở, những tâm duyên và đồ đạo duyên. Đó là những tâm của nhân trong thời tục sinh. Trong này thì trong tài liệu thì các ngài không có nhắc tới, bởi vì mình nếu như mà muốn nói cụ thể thì chỉ có thể tìm cái nguồn của cái này, cái nguồn của cái này. Nếu mà chỉ có cuốn sách mà bản dịch sang tiếng Anh của cái thanh tịnh đạo đó, tức là cái Path to Purification đó. Nếu mà chị đi vào trong cái tài liệu đó đó, đây, chị đi vào trong cái tài liệu đó mà ở cái đoạn văn, cái này là nó nằm ở trong chương thứ 17, trong chương thứ 17. Nếu chị đi vào trong chương thứ 17 mà chị đọc cái đoạn văn số 207 ở trong cái bản dịch tiếng Anh đó, thì chị sẽ thấy là những cái loại duyên này được trình bày. Tức là theo Ngài Bút Thất Hô Xá, khi mà Ngài nghiên cứu tài liệu kỹ cũ, các tài liệu cổ xưa của những vị sớ giả cổ xưa, thì Ngài mới trình bày là nó bao gồm những loại duyên này. Cái bây giờ mình tiếp thử bên cái có thể là nó có, nhưng mà không biết vì một lý do nào đó, nếu như mà mình muốn tìm theo cái lý do thì có thể mình phải cần phải đọc, nó gọi là cái
Visuddhimahatika tức là cái phụ sở giải của cái thanh tịnh đạo, phụ sở giải thanh tịnh đạo. Có gì để ông đọc trong đó xem trong đó có cái phụ sở giải có giải thích gì không, chứ còn trong sở giải tức là trong thanh tịnh đạo thì không có nhắc tới hai loại duyên đó. Dạ, dạ thưa thầy, vậy lúc mà ngay lúc tục sanh của cái những cái vị vô sắc đó là họ có đủ 30 cái tâm sở kết hợp với cái tâm quả làm chức năng tục sanh hay là Dạ đúng rồi. Thì cái tâm tục sanh nó sanh lên thì có bao nhiêu tâm sở kết hợp thì nó đều có sanh lên cùng. dạ cũng giống như trong cái cõi sắc giới, mấy cái tâm quả trong cái cõi sắc giới là lúc sanh lên là họ có đầy đủ hết những cái tâm sở đi theo kèm theo cái tâm quả đó. Dạ đúng, bởi vì những cái tâm sở đi cùng tiêu sanh sanh lên cùng với những tâm quả trong sắc giới và vô sắc giới, nó không có sự lựa chọn ở đây. Dạ, như như là từ vì họ là hóa sanh nên là có đầy đủ hết ngay tại thời trục sanh, có phải không ạ? Do ở đây chị đang nói tới cái tâm sở thì những cái tâm sở đó bắt buộc đi cùng với những cái tâm đó, nó không có sự lựa chọn. Còn ví dụ như chẳng hạn như trong trường hợp mình nói là những cái tâm trong thời bình nhật, thì chẳng hạn như mình nói ví dụ như những cái tâm 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 thiền, cái tâm thiền trong cõi sắc giới trong thời bình nhật nó cũng tùy nó Dạ, từ vì có cái hai cái vô lượng phần nó phải là chỉ có một trong hai phải không thầy? cái đó là chị đang nói tới trong sắc giới rồi, còn vô sắc giới thì người ta không có tu vô lượng phần. Dạ. Vô sắc giới thì nó không có hai cái tâm sở đó. Dạ. Đúng, ở trong những cõi sắc giới thì lúc lúc khi tùy theo cái đề mục tu của người ta thì người ta sẽ có những cái tâm sở tương ứng. Đúng rồi, trong cõi sắc giới thì nó sẽ có, nếu như người ta tu những cái đề mục tứ vô lượng tâm thì người ta sẽ có một trong hai cái đó, còn nếu không thì nó không có. Dạ, kính cảm ơn thầy. Rồi, thì cái này là theo như thanh tịnh đạo thì ngài Bút Thất Bồ Xá ngài chỉ trình bày những cái loại duyên này mà thôi, còn hai cái loại duyên đó ngài không có nhắc tới. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ mình đang nói tới cái ở trên là trong thời tục sinh, bây giờ mình qua tới cái thời bình nhật. Thời bình nhật là bây giờ mình nói luôn là danh, danh là ví dụ là tâm sở nha, danh mà là quả, tức là ở đây ý muốn nói là những cái tâm sở mà trong những cái tâm quả mà thôi, hay cho gọi là danh quả, chứ không phải là những cái tâm tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Chỉ như ở đây nó không phải là những tâm thiện và tâm bất thiện và tâm vô ký, mà nó phải là kết hợp cùng với những tâm quả, thì danh mà là quả thì nó sẽ làm duyên cho ý xứ trong thời tục sinh. Okay. Thì ở đây á, thì mình biết là ở đây là cũng là trong những cõi vô sắc. Thì đây là những tâm gì? Như mình biết trong cái cõi những cõi vô sắc mà trong thời tục sinh mà mình nói tới những tâm quả thì nó sẽ có 8 tâm, đó là 4 tâm quả vô sắc và 4 tâm quả siêu thế. Trong thời tục sinh thì có những cái tâm đó nó thể sanh lên, thì những cái tâm quả vô sắc thì nó sẽ làm chức năng như là hữu phần, nó hộ kiếp. Còn những cái tâm quả siêu thế là nếu như những vị này mà là những vị thánh thì các vị này có thể nhập vào thiền quả, hoặc là mình nói từ những trường hợp mà ba cái quả cao hơn đó, tức là nếu như vị đó mà sanh trong đó mà đã là thánh sơ sơ sơ, sơ gì là sơ quả rồi đó, thì vị đó có thể tiếp tục tu và đắc được trở thành là vị tu đà quờn A-la-hàm A-la-hán. Thì lúc đó những cái lộ tâm tâm đắc đạo nó sanh lên, trong đó nó cũng có những cái tâm quả siêu thế sanh lên. Thì đó là những cái trường hợp mà những cái tâm quả siêu thế này nó có thể sanh lên trong thời bình nhật.
mà là những tâm quả, đây chỉ là những tâm quả mà thôi, cho những vị ở trong những cõi vô sắc. Thì đó là cái trường hợp thứ hai, và ở đây nó cũng thông qua những cái loại duyên như trên. Dạ thưa thầy, như là bốn cái quả siêu thế là chỉ xảy ra trong thời bình nhật chứ không phải thời tục sanh. Oh, sorry, cái này nó là thời bình nhật chứ tại sao nó sẽ tục sanh? Đây thời bình nhật chứ đúng rồi, thời bình nhật chứ thời tục sanh. Dạ. Nhật ở trên là tục sanh mà nói rồi, dưới mình nói thời bình nhật. Yeah. Thời bình nhật nó có những cái tầm đó. Và cái trường hợp này á là cái trường hợp mà chỉ là những tâm quả mà thôi. Bây giờ mình qua cái loại tiếp theo là cũng là danh nhưng mà nó không phải là quả. Thì nó cũng duyên cho ý xứ, cũng trong thời bình nhật. Trong những cõi vô sắc. Thì lúc này á, nó sẽ có những tâm gì? Thì bây giờ mình sẽ coi những cái tâm nào còn lại mà sanh lên cho những vị ở trong những cõi vô sắc trong thời bình nhật. Thì nó sẽ có những cái tướng tâm hướng y mô. Đấy. Rồi nó có 8 tâm tham. Rồi nó có 2 tâm si. Nhưng nhớ là những vị trên nó không còn, không có những cái tâm sân, nó không có sanh lên những vị trên đó nha. 8 đại thiện, 8 đại duy tá, 4 thiện vô sắc. Nhớ là những vị ở trên nó không có tu thiền sắc giới được nha, cho nên nó không, những cái tâm thiện sắc giới nó không có sanh lên. Và 4 duy tá vô sắc. Rồi có 3 tâm đạo. 3 tâm đạo là 3 tâm đạo phía trên, 3 tâm đạo cao là tính từ nhị đạo trở lên á, bởi vì mình nhớ là những cái vị ở trên cõi vô sắc thì không thể đắc tu the world được, okay? Bởi vì những vị đó không có tai, không có nghe thuyết pháp được, cho nên vị đó không đắc được. Nhưng khi mà đã là vị thánh rồi thì vị đó có thể tu tiếp tục tu lên được, cho nên 3 cái tâm đạo sau là nó có thể sanh lên ở đây. Rồi thì đó là cái mối quan hệ ở đây. Ở đây mình nhớ danh không phải là quả, là đang nói tới những cái tâm sở, những tâm sở mà tương ứng với những cái tâm này nè. Cũng tương tự như vậy, danh quả này là những cái tâm sở mà tương ứng với những cái tâm này. Thì ở đây mối quan hệ ở đây là nó thông qua cũng là những cái duyên ở trên, nhưng mà mình phải trừ đi cái dị thục duyên, bởi vì đây không phải là những tâm quả. Rồi, cái đó là trường hợp thứ ba. Mình nhìn qua cái trường hợp thứ tư. Ở trên là bây giờ mình đang nói ba cái trường hợp phía trên là đang nói tới cho những vị ở cõi vô sắc. Bây giờ mình nói tới cái trường hợp cho những chúng sanh mà có ngũ uẩn. Bây giờ cái trường hợp thứ nhất đó là cái danh mà là quả. Nó làm duyên cho ý xứ trong thời tục sinh, mà ở trong những cõi ngũ uẩn, những cõi ngũ uẩn trong thời tục sinh của những cõi ngũ uẩn. OK, thì ở đây á, là ý xứ này nó bao gồm cái gì? Là nó bao gồm, mình biết là trong thời tục sinh của những cõi ngũ uẩn á, thì như mình biết về tục sinh, tâm tục sinh á, nó có 19 tâm, thì 4 tâm á, là dành cho những vị ở trên cõi vô sắc, thì còn 15 cái tâm trở lại, 15 tâm tục sinh còn. Ở đây mình đang nói từ cõi ngũ uẩn, nó tính từ cái cõi địa, từ cái cõi địa ngục cho lên tuốt lên tới cái cõi tha hóa tự tại á. Dĩ nhiên nó trừ cái cõi vô tưởng ra, do tất cả những cõi đó xem là những cõi ngũ uẩn. Rồi, thì cái này nó sẽ thông qua những cái duyên như ở trong cái
cái đầu tiên này này, tức là nó thông qua những duyên này, này. Giống hệt như vậy. Nghe. Đó là trong thời tập sinh. Rồi, bây giờ mình qua cái loại thứ hai. Ở đây khi mà trong khi mà giải thích là các ngài còn nói thêm, ở đây còn nói một điểm nữa là bởi vì cái này nó rất là phức tạp. Tuy rằng ở đây là mình, bởi vì mình đang nói trong cái trường hợp là danh duyên lục nhập, thì mình chỉ nói là danh, tức là những tâm sở duyên và lục nhập. Nhưng mà ở đây nó có một cái điểm dính ở trong này nữa là tuy rằng ở đây mình nói danh, nhưng mình phải hiểu rằng cái danh này là nó cùng sanh lên với sắc ý vọng. Tức là bởi vì trong những cái cõi ngũ uẩn này á, mình biết là tại cái thời điểm tục sinh nó không chỉ có danh pháp, tức là tâm tâm sở, mà nó còn có sắc pháp nữa, sắc pháp do nghiệp tạo sanh lên nữa. Thì trong cái sắc pháp do nghiệp tạo đó, như mình biết là nó còn có sắc ý vọng ở trong đó nữa. Cho nên tuy rằng ở đây mình nói chỉ là danh và quả, tức là những tâm sở ở trong những tâm quả mà thôi, nhưng một điểm mình phải lưu ý là ở đây mình đang nói tới những cái tâm sở mà nó sanh lên, tại lúc đó nó cũng có sắc ý vật sanh lên nữa, nhưng mà mình không nhắc sắc ý vật ở đây, bởi vì sắc ý vật nó thuộc về sắc chứ nó không phải danh. Cho nên ở đây có một cái điểm nhỏ là các vị nói thêm là cùng với sắc ý vật, nhưng phải nhớ là sắc ý vật nó không phải là danh nha, nó là sắc. Từ từ mình sẽ nói sao. Dạ, dạ thưa thầy, cái danh quả đó thưa thầy, có phải là như vậy pháp làm duyên của nó là những tâm sở trong 15 tâm tục sinh còn lại phải không thầy? Dạ đúng, mình chỉ nói tới những tâm sở tương ứng mà thôi ở trong những 15 tâm này, vì những cái tâm này là những tâm quả. Dạ, dạ vâng. Rồi, bây giờ cái thứ hai là mình nói tới cũng danh quả. Mà nhưng ở đây cái danh quả này á, mình lại nói là nó có cái sự dính mắc liên quan tới bốn sắc tứ đại. Vì tại cái thời điểm tục sinh nó trong những cái sắc pháp đó, nó cũng có sắc tứ đại sanh lên nữa. Thì những cái danh pháp mà nó có liên quan tới cái sắc tứ đại này, bởi vì thật sự cái này nó rất là phức tạp. Bởi vì nó... cái này cũng là một cái lý do tại sao mà mình không học những cái loại duyên mà gọi là cái duyên mà trộn lẫn với những duyên khác nhau là như vậy, bởi vì nó rất là phức tạp. Và mà để hiểu những cái đó thì mình phải học cái cách mà Đức Phật ngài thuyết những cái mối quan hệ này. Đó là cái lý do tại sao mà đầu tiên Đức Phật ngài trình bày cái 22 cái tam đề với 100 cái nhị đề là như vậy. Thì dựa vào cái 22 cái tam đề, 100 cái nhị đề đó, bắt đầu ngài mới triển khai tất cả cái diệu pháp dựa trên đó. Thì trong từng cái mà nhị đề và tam đề đó, đó cứ mỗi cái như tam đề nó sẽ có 3 cái đầu đề đó. Thì bây giờ ngài mới xem, ngài mới phân tích là từng những cái pháp nằm trong từng cái đầu đề đó nó liên quan tới những cái đầu đề khác, những cái đề đầu đề khác như thế nào. Thì cái chuyện mà cụ thể như thế này đó, nó có liên quan tới vấn đề đó. Rồi, okay, bây giờ mình cứ tạm hiểu như vậy đi. Cái này là do các ngài bắt đầu trình bày đó thật sự, bởi vì sao? Nhưng mà nó hiện tại mình nói là tuy rằng mình học cái này là nó hơi sâu một chút xíu, nhưng mà thật sự nó chỉ là rất là cơ bản ban đầu, mình chưa có đi sâu vào được, bởi vì như Đức Phật đã nói cái giáo thuyết mà duyên khởi nó rất là phức tạp. Cũng giống như cái câu hỏi của chị Thúy lúc nãy, cái đó nó có phải có một cái lý do nào đó mà tại sao các ngài là không trình bày hai cái loại duyên nữa ở đây. Nó có một cái lý do nào đó ở đây chứ mình không rõ. Rồi, cũng như những cái câu chuyện mà khi mà mình đọc những cái bài pháp của ngài giảng mà ghi lại đó, thì nói là khi mà ngài Ananda ngài nghiên cứu về cái lý duyên khởi này, ngài thấy nó rất là dễ hiểu, nên ngài mới bạch Đức Phật, ngài nói là nó khó nhưng mà đối với con thì ngài thấy rất là dễ hiểu. Thì Đức Phật ngài mới nói là đừng có nói như vậy, không nên nói như vậy, bởi vì mà ngươi hiểu được cái này là hiểu được thông qua những cái bài giảng của Như Lai thuyết như vậy, ngươi hiểu như vậy thôi, chứ thật sự là không có thể hiểu được.
Bởi vì nếu như mà thật sự mà những người nói, những người hiểu được lý duyên khởi thì những người phải là một vị Phật, bởi nó rất là phức tạp. Thì bây giờ mình học rồi, mình học lại những cái gì các ngài trình bày lại, mình cố mình hiểu được chừng nào hay chừng đó thôi, chứ còn thật sự mình không thể hiểu sâu sắc được. Thì đây mình quay ngược lại cái này, thì ở đây nó cũng là danh quả, tức là những cái tâm sở sanh lên trong thời tục sinh, nhưng mà ở đây là đang nói tới những cái danh quả, tức là những cái tâm sở mà nó sanh lên cùng một lúc với những sắc y vật, nó có cái mối quan hệ nào đó với cái sắc y vật và nó duyên cho những cái sĩ xứ này. Và trong cái trường hợp tiếp theo này nó cũng là những cái tâm sở đó, nhưng là nó là có cái quan hay liên quan tới bốn cái sắc tứ đại trong những sắc, những cái sắc mà do nghiệp tạo đó, và nó có liên quan tới cũng ý xứ cũng trong thời tục sinh, cũng trong những cõi ngũ uẩn. Sorry, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà nhưng ở đây thì sắc tứ đại, sorry, nó không phải là ý xứ mà nó là năm xứ còn lại, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, nhãn xứ cho tới thân xứ. Cái trường hợp ở trên này á, là ý xứ, nhưng ở dưới này á, nó lại là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và nhãn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm cái xứ còn lại đó. Thì bây giờ cũng là những cái tâm quả, nhưng mà vì nó có mối quan hệ với tứ đại, cùng với sắc tứ đại, nó làm duyên cho năm cái xứ còn lại, tức là năm cái vật còn lại đó tại thời điểm tục sinh. Ở đây mình phải hiểu, bởi vì sao cái này mình phải hiểu rất kỹ một chút xíu. Bởi vì nếu như mình nói là ở đây đang cõi ngũ uẩn nha, cõi ngũ uẩn thì trong này có một loài người trong này nữa, loài người á, thì dĩ nhiên những cái này nó không có xảy ra cho loài người, bởi vì mình nhớ ngay tại thời điểm tục sinh loài người mình không có mắt tai mũi, không có mắt tai mũi lưỡi, nó chỉ có thân mà thôi. Đối với loài người nó chỉ có một mình cái thân xứ mà thôi. Còn dĩ nhiên ở đây mình đang nói tới toàn bộ những cõi ngũ uẩn, cho nên đối với những vị mà hóa sanh á, tức là những vị lên cõi chư thiên á, thì người ta sẽ có luôn cả những cái này. Còn đối với là người thì nó chỉ có một mình cái thân xứ này mà thôi, tùy theo trường hợp. Thì trong cái mối quan hệ ở đây là những cái tâm sở, mà là những cái tâm sở quả nó kết hợp với những cái tâm tục sinh đó, nó sẽ có mối quan hệ với những năm cái xứ còn lại trong thời tục sinh của những cõi ngũ uẩn đó, thông qua những cái kia cái duyên là cầu sanh y chỉ thuật bất tương ưng hiện hữu và bất ly. Cái này cũng là danh duyên cho lục nhập, trong trường hợp này nó chỉ là sáu cái, năm, sorry, năm cái xứ đầu tiên. Tự nhiên tùy theo cái trường hợp từng cõi, từng loại chúng sanh nó sẽ khác nhau. Dạ Rồi, thưa thầy, đó như là vậy có phải là tâm sở trong tất cả 19 tâm tâm quả có chức năng tục sinh không phải thưa thầy? dạ không, ở đây nó chỉ là 15 tâm mà tôi bị đang đây là cõi ngũ, tức 15 cái tâm này, những cái tâm sở mà kết hợp với 15 cái tâm này nó sẽ làm duyên cho những cái này. Mình đang cõi ngũ chứ không phải, nó không có phải cõi sắc, sắc giới này không có những cái này. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, Dạ, nhớ thưa lại. thầy. Dạ, thưa thầy, những chúng sanh ở cõi địa ngục hay là súc sanh á, thì họ lúc mà tục sanh thì họ cũng chỉ có cái thân xứ giống như loài người hay là sao thưa thầy? Và ở địa ngục thì là hóa sanh hết, cho nên ở địa ngục thì vẫn có những cái này. Dĩ nhiên ở những địa ngục á, nhiều nói phức tạp hơn nữa là địa ngục nó còn có cái loại là, bây giờ nếu như mình chỉ học qua bên cái bộ mà gọi là bộ bộ song đối đó, tức là bộ giá ma cá, thì trong đó nó có, chỉ có trình bày ba cái loại, nó gọi là ba cái loại, cái tiếng Việt dịch là sao, nó gọi là quý cá lá, ba cái loại mình có thể gọi là khuyết tật đi. Ba cái loại khuyết tật, trong đó có một cái loại khuyết tật là
đối với chúng sanh và địa ngục thì dĩ nhiên là có những cái chúng sanh người ta sanh lên, người ta không có mắt, người ta không có tai, nhưng cũng có những chúng sanh người ta vẫn có mắt có tai. Thì tùy theo trường hợp, do cái loại nghiệp của nó, cái nghiệp nếu mà nặng quá nó ảnh hưởng tới chuyện không có mắt không có tai thì chúng sanh đó sẽ không có mắt không có tai, nhưng mà không có hẳn là tất cả những chúng sanh như đó đều không có mắt không có tai. Do đó mà thì bởi vì cái đó là người ta đi tục sanh bằng cái tâm tâm quả tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, nên chính vì vậy nó có những cái trường hợp nó xảy ra. Nhưng mình phải hiểu là người ta là hóa sanh, nhưng người ta không phải là thai sanh như mình. Tức là người ta sanh lên, người ta luôn có luôn đồ đầy đủ tất cả là các giác quan người ta, nhưng tùy theo trường hợp, nếu như cái nghiệp đó mà nó ảnh hưởng, nó có làm nên người ta không có mắt có tai thì người ta sẽ không có mắt không có tai. Nhưng mà có phải là họ vẫn có cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, nhưng mà nó không có hoạt động? Không, khi mình đã nói thần kinh ở đây, nó không có mắt không có tai, tức là đã nói tới thần kinh đó. Tức là người ta không có thần kinh nhãn, không có thần kinh nhĩ, người ta không, tức là những cái tâm nhãn thức và tâm nhĩ thức không có sanh lên cho người ta, bởi vì người ta không có những cái thần kinh đó. Bởi vì ở đây mình phải hiểu cái chuyện đó, mà đôi lúc mình phải nói là một người mù, nói cái chuyện mà mình nói theo cái ngôn ngữ thông thường, mình nói một người mù, nhưng một người mù chưa hẳn là người ta không có thần kinh nhãn. Người ta có thể có thần kinh nhãn, nhưng mà một cái gì đó nó che, nó cút cái thần kinh nhãn, làm cho người ta không có thấy, là một chuyện khác. Còn một người mù mà theo đúng nghĩa là nếu như người ta không có thần kinh nhãn thì người ta không thấy một cái gì cái là rõ ràng rồi. Bởi vì mình biết cái tâm nhãn thức sanh lên nó phải nương một cái thần kinh nhãn, không có thần kinh nhãn tâm nhãn thức không thể sanh lên được. Còn đôi lúc người ta vẫn có thần kinh nhãn nhưng mà không có điều kiện để cho cái tâm nhãn thức sanh lên, thì thông thường mình nói người ta vẫn là người mù, đúng không ạ? Nhưng người ta vẫn có thần kinh nhãn. Cho nên trong cái trường hợp của những người mà ở dưới những cõi đó, thì người ta khi mà nói người ta không có mắt, thì mình phải hiểu là người ta không có thần kinh nhãn. Cảm ơn thầy. Rồi thì đó là cái trường hợp thứ 5. Bây giờ mình qua cái trường hợp thứ 6. Rồi cái trường hợp này thì nó là ok, bây giờ nó là danh quả, nó cũng là danh quả, okay. Và nó làm duyên cho ý xứ ở trong thời Bình Nhật. Trong những cõi ngũ uẩn thì như mình biết, trong cái cõi ngũ uẩn mà trong thời Bình Nhật đó, thì mà ở đây là quả nha, thì nó là chỉ có những tâm gì, nó sẽ là 15 tâm quả vô nhân. Đấy. Vì trong mình biết tâm vô nhân thì nó có 18, ở trong đó 15 á, là thuộc về quả, mà 3 thuộc về duy tác. Vì ở đây bởi vì mình đang nói quả cho nên nó chỉ là 15 tâm quả vô nhân mà thôi. Trong này tức là 7 bất thiện và 8 quả thiện, là 7 quả bất thiện và 8 quả thiện. Rồi nó có thêm cái 8 đại quả và tiếp theo này là 5 quả siêu, 5 quả sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 4 quả siêu thế. Đây là những cái tâm quả mà có thể sanh lên trong thời Bình Nhật ở những cõi ngũ uẩn. Rồi, ở đây bởi vì mình đang nói là danh quả, cho nên ở đây danh quả này là đang nói tới những tâm sở mà kết hợp với một trong những cái tâm quả này nè. Thì những cái tâm sở đó nó là pháp làm duyên. Còn những cái tâm quả này sẽ là pháp được duyên. Thì ở đây nó sẽ làm duyên thông qua những cái duyên như ở trên này nè, tức là mình có thể nói bây giờ nói cho nó gọn được, đánh máy gì nhiều, tức là thông qua trong cái trường hợp thứ nhất này, thông qua những duyên như trong cái trường hợp thứ nhất đó. Rồi
Bây giờ cái tiếp theo là cái danh. Mình nói sao? Okay. Danh mà không phải là quả. Tức là ở đây mình đang nói tới những cái tâm sở mà kết hợp với những cái tâm mà không phải là tâm quả. Danh mà không phải là tâm quả. Nó duyên cho ý xứ ở trong thời Bình Nhật, trong những cõi uổng. Đó là những tâm gì? Thì những cái tâm mà không phải là tâm quả mà sanh lên cho những cõi uổng thì nó gồm có 12 bất thiện trong thời Bình Nhật nha. Ba duy tác vô nhân, tám đại thiện, tám đại duy tác, chín thiện đáo đại, chín duy tác đáo đại, nó thêm hai tâm thông và bốn tâm đạo. Đó là những cái tâm mà không phải là tâm quả sanh lên trong thời Bình Nhật ở trong những cõi uổng. Thì bây giờ mình ngược lại, mình nói danh không phải là quả, thì ở đây mình đang nói tới những cái tâm sở mà kết hợp với những tâm này, đó là những cái pháp làm duyên. Còn những cái tâm này là pháp được duyên, thì ở đây nó sẽ là mối quan hệ là nó thông qua những duyên như trong phần thứ nhất. Mà dĩ nhiên ở đây bởi vì những cái này không phải là những tâm quả cho nên mình phải trừ đi. Trừ đi dị thuộc duyên. Ok. Dạ thưa thầy, thầy nói cái giống như cái lại phần đầu tiên, có nghĩa là mình vẫn tính cả hai cái trường hợp đặc biệt là nhân duyên với vật thực duyên phải không ạ? Dạ đúng, bởi vì cái này dạ đúng, khi khi nào mà cái pháp làm duyên mà nó là nhân thì nó sẽ có nhân duyên ở trong đó. Còn làm nếu như nó là vật thực, nó là xúc hoặc là nó là tâm sở tư thì nó sẽ là vật thực duyên. Dạ cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy. Vậy cái phần mình đang học đây là danh sắc duyên lục nhập. Vậy cái lục nhập là cái pháp được duyên thì giống như trò hiểu thì hiện thời giống như là tất cả những cái tâm là lục nhập có phải không? Dạ thì ở trên định nghĩa lục nhập nó còn bao gồm có 6 nè. Hiện tại mình đang chia từng trường hợp ra. Như chị thấy trong cái trường hợp đầu tiên này thì khi mình nói lục nhập thì nó chỉ nói trường hợp là ý xứ mà thôi, nhưng mà như mình thấy trong cái trường hợp này nè là nó lại là ngũ vị năm xứ còn lại. Nó tùy trường hợp, để phân tích từng trường hợp nhỏ ra. Nhưng mà thầy ok, bây giờ mình qua cái trường hợp tiếp theo là danh. Mà đây đang nói cụ thể là ở trong những tâm như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức và thân thức, là năm cái tâm ngũ song thức đó. Thì nó sẽ làm duyên cho nhãn xứ, thân xứ, tương ứng năm cái xứ đó ở thời Bình Nhật, trong những cõi ngũ uẩn. Ok. Và nó thông qua hộ sanh duyên, bất tương ưng duyên hiện hữu và bất ly. Thì ở đây cái mối quan hệ đây là mối quan hệ hậu sanh, tức là ở đây muốn nói là những cái tâm sở mà sanh lên trong những cùng sanh lên trong những cái ngũ song thức đó. Bởi vì nó sanh lên sau, mình nhớ là cái này nó sanh lên sau, bởi vì khi mình nhớ lại đó là những cái mà những cái tâm và những cái tâm sở này nè nó sanh lên sau và nó nương vào cái nhãn vật tương ứng, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân
những cái vật đó mà đã sanh lên tại cái tiểu sát na sanh của cái tâm hữu phần vừa qua, nhớ là hữu phần vừa qua, tính trong những cái luồng ngũ môn đó, nhớ như vậy. Cho nên những cái sắc này, những cái vật này nó đã sanh lên trước rồi, và bây giờ những cái sắc pháp này, những cái danh pháp này này, mà đây cụ thể trong này mình đang nói những tâm sở, thì những cái tâm sở mà sanh lên tương ứng với những cái tâm này này, nó lanh lên, nó nương vào cái này và nó hỗ trợ cho những cái sắc pháp này thông qua cái hậu sanh duyên. Thì đó là cái mối quan hệ này là như vậy. Và cái cuối cùng là cái danh mà không phải là quả. Thì nó làm duyên cho nhãn xứ. Vâng, cho thức thần xứ. Cũng trong thời bình nhật, trong những cõi ngũ, thông qua hậu sanh duyên bất tương ưng hiện hữu bất ly. Okay. Thì ấy cũng vậy. Ở đây thì nó lại nói tới những tâm mà không phải là những tâm quả. Ở đây là mình đang nói tới cái gì thì trong cái lộ trong cái gì, giả sử mình lên cái lộ ngũ môn á, thì ngoài những cái tâm thức ra rồi, còn nó những cái ngũ sông thức rồi, nó còn có những cái tâm khác như là tâm ở đây không nói tới những tâm quả nghe, tức là những tâm còn lại như là tâm đoán định, tức là tâm hướng ý môn đó, rồi những cái động lực. Thì đó là những cái tâm còn lại trong cái lộ, những cái lộ ngũ môn đó. Những cái đó nó cũng sanh lên và nó cũng hỗ trợ cho những cái vật này thông qua bất tương ưng, thông qua hậu sanh duyên. Thì là cái mối quan hệ này có ở đây. Ok, thì đó là cái trường hợp đầu tiên, tức là ở đây mình nói là danh và duyên cho lục nhập. Rồi, bây giờ mình qua cái trường hợp tiếp theo là sắc mà duyên cho lục nhập. Sắc mà duyên cho lục nhập á, thì nó có những cái trường hợp sau đây. Là thứ nhất là sắc ý vật. Nó duyên cho ý xứ. Tại thời điểm tập sinh ở trong những cõi uổng. Thì bây giờ ý xứ trong thời tục sinh của những cõi uổng này thì nó chỉ có 15 tâm tục sinh. Sắc ý vật mình nhớ là những cõi mà uổng thì tại thời điểm tục sinh nó có những sắc pháp sanh lên, sắc pháp trong nghiệp tạo này, thì trong đó có sắc ý vật. Sắc ý vật đó sẽ làm pháp làm duyên. Và ý xứ ở đây là một trong 15 tâm tục sinh này. Và cái mối quan hệ này là nó thông qua câu sanh hổ tương y chỉ bất tương ưng hiện hữu và bất ly. Đó là cái trường hợp đầu tiên. Vậy cái trường hợp thứ hai là bốn sắc tứ đại á, thì nó có liên quan tới nhãn xứ và phân vân cho tới thần xứ, tức là năm cái xứ phía trước rồi. Tại cả hai thời, tức là cả thời tục sinh và thời bình nhập luôn, trong những cõi ngũ uẩn. Thông qua câu sanh y chỉ hiện hữu và bất ly. Ở đây là mình thấy là sắc pháp
duyên cho sắc pháp. Cho nên nó chỉ có thông qua những cái lực duyên này mà thôi. Dạ thưa thầy, thầy nói trong hai thời đó là có thời tục sinh nữa hả thầy? Lúc đó loài người thầy nói là chưa có mắt. Dạ, đúng, thì ở đây mình đang nói tới những cái loài người khác, loài chúng sanh khác. Tùy trường hợp. Nếu như loài người thì nó chỉ là thân xứ mà thôi. Tức là tâm sắc thân sắc thần kinh mà thôi. Còn đối với những cái chúng sanh khác, vì đây mình nói toàn bộ những cõi ngũ uẩn, những cái chúng sanh khác người ta có thể có những cái loại sắc thần kinh khác. Cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, cho trò hỏi lại cái chút xíu ở phía trên. Cái phần thứ 7 đó thầy, với lại phần thứ 9 đều là danh không phải là quả. Thì hai cái đó nó khác nhau. Mình phân biệt hai cái đó nó như thế nào để mà mình hiểu, thưa thầy, cái phần mà pháp làm duyên đó thưa thầy. Ở đây là cái mối quan hệ là danh và danh, vậy thấy không? Một bên đó là các tâm sở tư, các tâm sở, một bên là các tâm. Còn ở dưới này thì nó là tâm sở, nhưng bên này là sắc pháp. Dạ. Nó khác nhau ở chỗ đó. Thưa thầy, cái phần B2 á, thưa thầy, cái đó nó có cái mối quan hệ tương ưng duyên không thưa thầy? Nó là sắc với sắc không? Dạ, chị nên nhớ ôn lại là tương ưng nó chỉ là danh với danh mà thôi. Nhớ không? Tương ưng duyên nó chỉ xảy ra giữa danh pháp và danh pháp mà thôi. Sắc pháp nó không có. Nhưng bởi vì chính vì như vậy á, sắc pháp nó không có, nên mối quan hệ sắc pháp nó không có cái đó. Dạ, chị nhớ là học ôn lại cái phần mà tương ưng nó chỉ là danh pháp và danh pháp với nhau mà thôi. Nó mới tương ưng, nó trộn lẫn kiểu đó, nó gọi là tương ưng. Rồi, cái trường hợp thứ ba là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền nó sẽ có quan, nó sẽ làm duyên cho năm xứ ở trên, tức là năm cái sắc pháp đó. Năm xứ sắc pháp. Trong cả hai thời. Trong những cõi ngũ uẩn. Thông qua ba loại duyên, đó là quyền duyên, hiện hữu, bất ly. Trường hợp quyền duyên này nó sẽ là sắc mạng quyền duyên, vì cái này là pháp làm duyên, là sắc mạng quyền, cho nên nó có quyền duyên ở trong này. Okay. Rồi, cái trường hợp thứ tư là sắc vật thực nó sẽ làm duyên cho cũng là năm xứ, tức là cũng là năm cái sắc pháp đó. Cái này trong thời bình nhật, tự nhiên là trong những cõi uẩn, thông qua vật thực duyên, rồi hiện hữu duyên và có bất ly duyên. Là bởi vì cái này là sắc vật thực, cho nên nó mối quan hệ vật thực duyên. Rồi, cái thứ năm là nhãn xứ, tới thân xứ, tức là năm cái sắc pháp đó, nó sẽ làm duyên cho ý xứ. Ở đây không phải là toàn bộ tất cả ý xứ, mà ở đây chỉ muốn nói tới ngũ sông thức mà thôi. Tức là ngũ sông thức ở trong thời bình nhật, trong những cõi uẩn,
thông qua y chỉ duyên, tiền sanh duyên, quyền duyên, bất tương ưng, hiện hữu và bất ly. Thì ở đây cái thấy những cái tiền sanh này, tức là bởi vì ở đây là những cái này tiền sanh nó đi ngược lại cái hậu sanh ở trên đó. Ở đây là bởi vì những cái sắc pháp là nó sanh lên trước và nó hỗ trợ cho những cái tâm này sanh lên sau, nương tựa vào nó, nên chắc nó có mối quan hệ tiền sanh ở đây. Và dĩ nhiên những cái này là những cái quyền đó, cho nên nó có quyền duyên ở trong này đó. Ở đây một điểm như lúc nãy có liên quan tới câu hỏi của chị Phí lúc nãy là mình nhớ là khi mà nói tới tương ưng thì nó chỉ là danh pháp và danh pháp, còn khi mà có cái mối quan hệ giữa danh và sắc thì nếu như trong cái trường hợp mình nghĩ là nó giống như tương ưng, nhưng mà nó không phải, bởi vì nó là danh với sắc, cho nên nó sẽ là bất tương ưng. Còn sắc và sắc dĩ nhiên là không có rồi, không có cái mối quan hệ này. Dạ dạ thưa thầy, trong này là sắc duyên cho danh phải không ạ? Dạ, sắc duyên cho danh pháp. Dạ. Rồi, nhớ sắc duyên cho danh pháp kìa. Còn cái từ danh mà ở trong cái lý duyên khởi thì nó là khác, bởi vì cái này nó không phải là danh. Vì danh, cái từ danh mình dùng ở trong cái thuật ngữ danh ở đây á, nó chỉ cho 52 tuần sớm mà thôi. Còn nên những cụ thể mình phải nói đây là sắc pháp, cái này là danh pháp, vì nó khi mà nói danh pháp thì nó có luôn cả là tâm ở trong đó nữa. Rồi bây giờ cái trường hợp cuối cùng đó là sắc ý vật, mà nó làm duyên cho ý xứ. Ý xứ này là ngoại trừ ngũ song thức ra, tức là toàn bộ những cái tâm còn lại đó. Trong thời bình nhật, trong những cõi ngũ uẩn, thông qua y chỉ duyên, tiền sanh, bất tương ưng, hiện hữu và bất ly, thì mình biết là trên này là muốn nói tới những cái tâm này nó nương vào những cái vật tương ứng của nó, còn ở dưới mình biết những tâm còn lại là nó nương vào sắc y vật, thì nó là chia ra hai trường hợp như vậy, khác nhau nó là như vậy. Bây giờ còn một cái cuối cùng nữa là ở trên là mình chia ra một cái là danh duyên cho lục nhập, cái thứ hai là sắc duyên cho lục nhập. Bây giờ mình giúp chung vào được danh sắc duyên cho lục, thì cái này nó chỉ có cái một trường hợp, nói chung là 52 tâm sở và sắc ý vật. Thì ở đây chỉ nói trong cái thời tục sinh của những cõi uẩn mà thôi, nó sẽ duyên cho ý xứ trong thời tục sinh ở trong những cõi ngũ uẩn, thì cái mối quan hệ này là nó thông qua câu sanh cổ tương y chỉ dị thục, tương ưng, bất tương ưng, hiện hữu, và bất ly. Tổng hợp lại thì cái này nó chỉ xảy ra trong những cõi ngũ uẩn trong thời tục sinh. Dạ, thì đó là tất cả những cái mối quan hệ mà nằm ở trong cái mối quan hệ sắc pháp duyên và lục nhập như vậy, có những cái trường hợp như vậy. Dạ, dạ thưa thầy, cái trong thời tục sanh thì mình chỉ có 19 cái tâm hay là 15 cái tâm tục sanh
Dạ, thì đây là 15 mà thôi, vì đây là quả ngũ uẩn. Dạ, thì là 15 cái tâm tục sanh, là ý xứ là bao gồm 15 cái tâm tục sanh thôi, chứ không phải là tất cả 89 tâm. Dạ đúng, ở đây mình đang nói ý xứ đây nè, trên này là bởi vì đang thời tục sinh, mình phải biết rõ trong thời đó những cái gì có thể sanh lên nè. Dạ. Tuy rằng nói chung thì bởi vì sao, nhưng khi mình nói chung phía trên này là nó là tất tất tâm, nhưng mà trong cái trường hợp cụ thể thì mình biết cái nó là nó chỉ tới những cái trường hợp nào. Dạ, 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 cũng cảm ơn thầy. Dạ. Yeah. Ok, dạ, thôi bữa nay chắc mình tạm dừng ở đây, và có gì tuần sau mình sẽ tiếp tục. Dạ. Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Chúc mọi người được an vui.